Kính chào bà con. Xin gửi tới bà con một bài văn lớp 2, chỉ có đúng một câu ngắn ngủn mà đã làm bao bậc phụ huynh phải khóc thét. Còn cô giáo thì cười méo hết cả miệng. Nội dung như sau. Đề bài, tả về mẹ của em. Bài làm, mẹ em có cặp răng nanh to bằng hột mít luộc, vàng khè, sợ lắm. Mẹ em đọc được bài văn này, chắc mồm méo xệch đến cả mét đấy bà con nhỉ.